Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của tôi. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một chủ đề cực kỳ thú vị dành cho những tín đồ yêu thích nghệ thuật. Top 5 loại màu vẽ đáng mua nhất ở Việt Nam năm 2024, theo cảm nhận cá nhân của riêng tôi thôi nha. Nếu bạn là một nghệ sĩ đang tìm kiếm những sản phẩm chất lượng để nâng cao tác phẩm của mình, hay chỉ đơn giản là một người mới bắt đầu muốn khám phá thế giới màu sắc, thì bạn đã đến đúng chỗ. Trong video này, mình sẽ giới thiệu đến các bạn những loại màu vẽ nổi bật, từ màu nước cho đến màu dầu, với chất lượng tốt nhất và giá cả hợp lý nhất trên thị trường. Hãy cùng mình khám phá và tìm hiểu xem đâu là những sự lựa chọn hoàn hảo cho bức tranh tiếp theo của bạn. Màu nước Windsor và Newton từ lâu đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật, được yêu thích bởi cả nghệ sĩ chuyên nghiệp lẫn người mới bắt đầu. Với màu nước Windsor và Newton, được chế tác từ nguyên liệu chất lượng cao nhất, mang lại độ bão hòa màu sắc và độ trong suốt tuyệt vời. Mỗi tiếp màu đều chứa đựng sự tinh túy, giúp bạn tạo ra những tác phẩm sống động và chân thực. Đặc biệt, màu sắc rất dễ hòa trộn, cho phép bạn dễ dàng tạo ra các tông màu phong phú và đa dạng. Có lẽ, một trong những điểm mạnh của Windsor và Newton chính là bảng màu phong phú. Với nhiều sự lựa chọn từ các sắc thái mạnh mẽ đến dịu nhẹ, bạn có thể dễ dàng tìm thấy màu sắc phù hợp cho từng tác phẩm. Sự đa dạng này giúp nghệ sĩ dễ dàng sáng tạo và khám phá những ý tưởng mới. Màu nước Windsor và Newton nổi bật với độ bền cao và khả năng chịu nước tốt. Các tác phẩm của bạn sẽ giữ được vẻ đẹp lâu dài mà không lo lắng về việc màu sắc phai nhạt theo thời gian. Điều này rất quan trọng đối với những nghệ sĩ muốn lưu giữ tác phẩm của mình. Khi sử dụng màu nước Windsor và Newton, bạn sẽ cảm nhận được sự kết nối giữa bạn và màu sắc. Mỗi nét vẽ trở thành một cuộc đối thoại, mang lại sự hứng khởi và cảm hứng trong quá trình sáng tạo. Chất lượng màu sắc và độ mượt mà khi vẽ giúp bạn tự do thể hiện cá tính nghệ thuật của mình. Màu nước Windsor và Newton không chỉ là một sản phẩm chất lượng, mà còn là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình nghệ thuật của bạn. Với độ bền, bảng màu đa dạng và trải nghiệm sáng tạo tuyệt vời, đây chính là lựa chọn lý tưởng cho mọi nghệ sĩ. Nếu bạn đang tìm kiếm một loại màu nước chất lượng, Windsor và Newton sẽ không làm bạn thất vọng. Số 2 là màu Acrylic Liquitex. Đây là một trong những thương hiệu nổi bật trong lĩnh vực nghệ thuật, nổi bật với chất lượng vượt trội và tính linh hoạt trong ứng dụng. Được phát triển bởi Liquitex, thương hiệu tiên phong trong ngành màu Acrylic từ những năm 1950. Sản phẩm này nhanh chóng chiếm được lòng tin của nghệ sĩ trên toàn thế giới. Màu Acrylic Liquitex được sản xuất từ những nguyên liệu chất lượng tốt nhất, mang lại độ bền màu và khả năng che phủ tuyệt vời. Màu sắc tươi sáng và lo-fi giúp các tác phẩm nghệ thuật của bạn giữ được vẻ đẹp theo thời gian. Một trong những ưu điểm nổi bật của Liquitex là khả năng pha trộn màu sắc một cách dễ dàng. Nghệ sĩ có thể thoải mái sáng tạo và tạo ra nhiều tông màu phong phú, từ sắc thái nhẹ nhàng đến mạnh mẽ, hỗ trợ tối đa cho việc phát triển phong cách cá nhân. Liquitex cung cấp một bảng màu phong phú với hàng trăm sắc thái khác nhau. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy màu phù hợp cho mọi tác phẩm, từ tranh phong cảnh đến chân dung hay nghệ thuật trừu tượng. Loại này có thời gian khô nhanh, giúp nghệ sĩ tiết kiệm thời gian trong quá trình sáng tác. Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn xây dựng nhiều lớp màu mà không phải chờ đợi quá lâu. Màu Acrylic Liquitex có thể được sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau như vải, gỗ, giấy và canvas, mang lại sự linh hoạt cho quá trình sáng tạo. Điều này giúp nghệ sĩ không bị giới hạn trong việc chọn lựa chất liệu để thực hiện ý tưởng của mình. Màu Acrylic Liquitex là lựa chọn tuyệt vời cho mọi nghệ sĩ, từ người mới bắt đầu đến chuyên nghiệp. Với chất lượng cao, khả năng pha trộn dễ dàng và bảng màu đa dạng, Liquitex chắc chắn sẽ nâng cao trải nghiệm sáng tạo của bạn và giúp bạn thực hiện những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Màu sáp Kersian Faber-Castell là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Faber-Castell, được thành lập vào năm 1761 và được biết đến như một trong những nhà sản xuất đồ dùng học tập và nghệ thuật hàng đầu thế giới, với chất lượng vượt trội và an toàn cho sức khỏe. Màu sáp Faber đến Castell là lựa chọn lý tưởng cho cả trẻ em và người lớn yêu thích việc sáng tạo. Màu sáp Faber Castell được sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, giúp tạo ra màu sắc tươi sáng và bền màu. Sản phẩm được thiết kế đặc biệt để dễ dàng sử dụng, cho phép người dùng vẽ và tô màu một cách mượt mà, mang lại trải nghiệm thú vị và sáng tạo. Sản phẩm cung cấp một bảng màu sắc phong phú, từ các màu cơ bản đến các sắc thái sáng tạo, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính nghệ thuật của mình. Sự đa dạng này không chỉ thu hút trẻ em mà còn cả những nghệ sĩ trưởng thành. Màu sắc Faber-Castell được thiết kế với hình dáng tiện lợi, dễ cầm nắm,
giúp người dùng có thể vẽ và tô màu một cách thoải mái. Độ cứng vừa phải của sáp giúp cho việc vẽ không bị gãy và dễ dàng sắc nét. Màu sáp Kerzian Faber Castell có thể được sử dụng trên nhiều bề mặt khác nhau, bao gồm giấy, bìa và các vật liệu nghệ thuật khác. Điều này mang lại sự linh hoạt cho người dùng trong việc thực hiện các tác phẩm nghệ thuật đa dạng. Màu sáp Kerzian Faber Castell là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích sáng tạo nghệ thuật, từ trẻ em đến người lớn. Với chất lượng cao, an toàn cho sức khỏe và sự đa dạng về màu sắc, sản phẩm này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm thú vị và ấn tượng trong quá trình sáng tác. Hãy để màu sáp Faber đến Castell khơi dậy sự sáng tạo và niềm đam mê nghệ thuật trong bạn. Màu phấn Passy tên Zembergian là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Giòn Tê Lân, một trong những nhà sản xuất đồ dùng nghệ thuật hàng đầu thế giới. Với chất lượng cao và khả năng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng, màu Passy tên Zembergian được yêu thích bởi cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người mới bắt đầu. Màu phấn Passy tên Zembergian được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao và pigment tự nhiên, cho phép tạo ra màu sắc rực rỡ và bền màu. Sản phẩm có độ mịn màng tuyệt vời, giúp dễ dàng pha trộn và tạo lớp màu phong phú, mang lại chiều sâu cho các tác phẩm nghệ thuật. Màu Passy tên Zembergian hoàn toàn an toàn cho sức khỏe, phù hợp với cả trẻ em và người lớn. Điều này làm cho sản phẩm trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm vật liệu nghệ thuật an toàn và hiệu quả. Bảng màu của phấn Passy tên Zembergian rất phong phú, bao gồm nhiều sắc thái từ màu sáng đến màu tối, cho phép người dùng thỏa sức sáng tạo. Sự đa dạng này giúp nghệ sĩ dễ dàng thể hiện cảm xúc và ý tưởng của mình qua từng tác phẩm. Mỗi thành phấn Passy tên được thiết kế với kích thước vừa phải, giúp người dùng dễ dàng cầm nắm và tạo nét vẽ chính xác. Độ cứng của phấn Passy tên vừa phải, không quá mềm cũng không quá cứng, cho phép tạo ra các nét vẽ mịn màng hoặc đậm tùy theo ý muốn. Màu phấn Passy tên Zembergian có thể được sử dụng trên nhiều loại bề mặt, bao gồm giấy, bìa và các vật liệu nghệ thuật khác. Với khả năng pha trộn tốt, sản phẩm này lý tưởng cho việc vẽ chân dung, phong cảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác. Màu phấn Passy tên Zembergian là lựa chọn tuyệt vời cho những ai yêu thích nghệ thuật và muốn tìm kiếm một sản phẩm chất lượng cao để thể hiện cảm xúc và sáng tạo của mình. Với độ bền màu, khả năng pha trộn tuyệt vời và sự đa dạng về màu sắc, sản phẩm này chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm nghệ thuật phong phú và thú vị. Hãy để màu Passy tên Zembergian đồng hành cùng bạn trong hành trình sáng tạo nghệ thuật. Màu dầu Acid Spectrum là một trong những sản phẩm nổi bật trong dòng màu dầu, được sản xuất bởi thương hiệu nổi tiếng của Úc, được thiết kế dành cho các nghệ sĩ chuyên nghiệp và người yêu thích nghệ thuật. Màu dầu Acid Spectrum cung cấp chất lượng cao và sự đa dạng trong màu sắc, giúp bạn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng và sống động. Màu dầu Acid Spectrum được sản xuất từ nguyên liệu cao cấp, đảm bảo độ bền màu và độ mịn màng tuyệt vời. Sản phẩm này nổi bật với khả năng pha trộn tốt, cho phép bạn dễ dàng tạo ra các sắc thái màu sắc phong phú và đa dạng. Độ nhớt của màu vừa phải, giúp bạn dễ dàng làm việc với các kỹ thuật vẽ khác nhau. Acid Spectrum cung cấp một bảng màu phong phú với nhiều sắc thái, từ màu cơ bản đến các màu chuyên biệt. Điều này cho phép nghệ sĩ tự do sáng tạo và thể hiện ý tưởng mà không bị giới hạn. Bảng màu bao gồm các màu sáng và màu tối, đáp ứng nhu cầu của nhiều phong cách nghệ thuật khác nhau. Màu dầu Acid Spectrum được sản xuất với cam kết an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm không chứa các chất độc hại, làm cho nó trở thành lựa chọn tốt cho cả nghệ sĩ chuyên nghiệp và người mới bắt đầu, đặc biệt là trong môi trường học tập. Màu dầu Acid Spectrum có thể dễ dàng áp dụng trên nhiều loại bề mặt, bao gồm canvas, gỗ và giấy chuyên dụng cho màu dầu. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật vẽ như laying lớp và glazing lớp trong suốt để tạo ra các kết cấu và hiệu ứng đặc biệt. Màu dầu Acid Spectrum là lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm màu dầu chất lượng cao để thể hiện sự sáng tạo và kỹ năng nghệ thuật. Với bảng màu đa dạng, khả năng pha trộn tốt và tính năng an toàn, sản phẩm này sẽ giúp bạn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo và ấn tượng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp bạn chọn lựa được sản phẩm phù hợp để phát huy tối đa sự sáng tạo trong nghệ thuật của mình. Dù bạn là một nghệ sĩ chuyên nghiệp hay chỉ mới bắt đầu, việc chọn đúng màu vẽ là rất quan trọng để tạo ra những tác phẩm ấn tượng. Nếu bạn thích video này, đừng quên nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những nội dung thú vị khác nhé.